Replication group can be used in the folder target of folder you just create. Cái này bớt dân trong nó phải để add rồi đó viên tua thay viên su thay dân configure DFS replication on rồi mua cả dân tam tam configure tam khối và tam configure tam khối dân chuyển nô tới và dân dân trong configure món như chuyển dễ bằng từ. Ok, chẳng là lấy nhung configure bằng từ này. Ok, lấy chạy tôn chỉ muốn namespace dân bán configure redirect lấy và các folder hay add server under namespace đang redirect lấy nhưng chỗ đó DFS replication mong tới nhưng chỗ chết. Ok, mà tao mà tiết viên đang chạp đang mà dừng click này lại này viên đang miên chung một bí này phải sử dụng mỗi phải sử dụng vi dừng tới click này lại này viên đang require dừng chơi được primary member mỗi này cứ chụp primary nhưng cho phải sử dụng mỗi nhưng này nhầm lịch cho máu create. Ok chẳng chụp chơi ấy nhầm clock nhầm click do not show disappear click ok. Ok chẳng dư nâng ban chmu replication mối đại viên chmu tha testing namespace hay phá xe nế. Ok chẳng viên miên member chmu nôn pí phá xe vô tí mối phá xe vô tí pí ok phát server thì mỗi phát server thì pí hay connection connection mình tha để lớn cứ phát server thì mỗi viên đường replicate mà căn server thì pí hay phát server thì pí đường replicate mà căn server thì mỗi ok chứ mình tha server thì mỗi ní vi sender sender tới căn server thì pí này tới tua hay là p server thì pí vi send mà căn server thì mỗi vĩnh hay server thì mỗi này tới tua vĩnh nhé và sau này chúng mình member một tiết chứng là đọc này ai phơi ca chọn là như bạn á ok chứng add là như chứng add ở namespace một tiết máu chứ một server một tiết máu này ok và tao một tiết viên đường generate ở chứng add membership là như một tiết chứng chứng một server một tiết đây replication tool replication viên đường bậc ca auto đây là như ok chứng tệ tôn chứng muốn nâng ca bằng ca namespace ca bằng ca replication folder share the can target server bao dương replicate rồi đó là hay ok chẳng dừng ai thua ca bắt cả folder mới testing tử lỡ nhung nhầm cho là server thì mùi ní nhầm cho một căn trái xí nhầm bật anh đi cháu bật cháu bật cháu bật cháu ok chẳng nhung thua ca an award vài chung một dần lát tao với đạo testing rồi local member fase ok 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 chẳng video màu này video màu đó lại nâng chẳng bên thay nó lơ folder phạm video màu căn ở nè fase này nè chẳng fase nó ở tâm mình ấy dương ở tâm mặt đại chỗ này nè chẳng những ai bởi cái folder mới lấy nhung phong ở chỗ nó lơ server thì mới nó nè ở nế nhung đạp thang IT hay một tiết nhung đạp thang HR dính tới nhung đạp tiết bấy đạp thang accounting chân tự ok chân bởi tôi bị nhóm bạn đã pha được nông pha xe này nế ok chân dân từ cái lệch mơ mơ nên lơ server tp ta vì miền pha xe năng đạo nế vậy để dân bạn đã bị màu ok chân dân chăm nế chân mơ mơ lại nhẹ đây lơ server tp nế vì tôi miền ấy thế chân cả tôn chung mỗi nâng ca xin vì hai chị ai
Okay, chúng we xin cái đường tao nè. Chúng này ông ấy ai refresh lại đi. Rumor có chút replicate nào. Chúng chút. Là đi ai có switch schedule replication nào nè. Nè. Chúng ao replication pay nào mà đi nè. Schedule thế. Chúng server tìm mua ní vì anh ở verification schedule màu màn màu màn màn tiền này nè rồi về real time đi nè ok trở lại dùng chung căn server tìm pi vì miền nữ ok toàn miền thế chạm bị tích tới chỉ thông đá đôi chỉ pi cái bảy tiền nữa bấm trong bảy bảy bốn tiền ok chương dương thư ca trăm viên tích tới nào nghĩa replication now flow here nhưng bạn nào tiếp thế chẳng nên configuration lơ server TP vì miền này này muốn nâng dựa bàn thử ấy thế chẳng chúng ta lơ server TP mùi thế lơ server TP của miền này ok trở lại dùng mở folder sẵn màu này ok màu rồi đó nè này ok và hai chiếc tông bay được bốn tí nắng hai bàn nắng ok chắc nên là server thì mua dùng đặt bay folder nắng cứ nên là server thì pi có miễn bay folder nắng đài khe lấy những cái folder một tiếng là server thì pi nè đặt lịch bốn đặt tháng ở đặt tháng marketing ok thế là lấy những mà server thì mua miễn marketing ở miễn đài nè cắt lơ server thì mua đá nhưng mà cắt phụ đầu một tiết đặt tháng càng cái này nhằm đặt càng cái này cho shipping shipping một thò chứ ok đừng thở up shipping xây chân ok chân chắc và một đại shipping như ta ok miền đài này ok chắc nó bây giờ bật cản lơ server thì mua của miền biên đường replicate cản server thì pi bây giờ bật cản lơ server thì pi biên đường replicate cản server thì mua này chắc bây giờ lơ lại nhẹ đài này đọc này khơi như này cái lại cái này xanh này server thì mua này xanh tới server thì pi này tù đọc bây server thì pi này xanh tới server thì mua này tù này chắc vì đường replicate này tôi vẫn tìm màu này chắc này đọc này ok chẳng những đạn lơ server mùi nát có vệ sinh này ok chẳng xem mẹo video ngày ní cứ nhung xong bà chọc trong lần tế chẳng xem mẹo video bà chọc tiết nhung thơ ca testing sạc down replication ở khi ta
nó phải để dân sắp nào nó lên server thì muối ta user nâng ai sẽ tới căn server thì pi bạn ở nhé tam dạ chung mua namespace để dân bàn bằng cả này nhé ok chẳng xâm ra với tôi thay nếu nhóm xung của cho vào trong nâng tế chẳng bởi xin thì nè đọc khi mình chung ngó rung môi cờ xung nổ ấy chứ nè đọc khi nè ạ ạ chat rồi có comment nó lơ nó không cho nè mà nhóm bán chẳng complete chui like comment để chia subscribe nè lời channel của nhóm phong đồng bây nè tạo khi nè tụ bán lời video thamay ok chẳng xong một con chân.